Phật tử chư Phật Thế Tôn tuy vào bát niết bàn rồi, vẫn làm ruộng phước thanh tịnh không nghĩ bàn, ruộng phước vô tận, công đức tối thượng của chúng sinh, khiến cho các chúng sinh căn lành đầy đủ phước đức viên mãn, đó là Phật sự rộng lớn thứ 10. Phật tử, các Phật sự đó vô lượng rộng lớn không thể nghĩ bàn, tất cả thế gian chư thiên và loài người, cùng các bậc thanh văn, độc giác quá khứ vị lai hiện tại đều không biết được, chỉ trừ oai thần của Như Lai gia trì. Phật tử chư Phật Thế Tôn có 10 pháp tự tại hạnh không hai, những gì là 10, đó là tất cả chư Phật đều khéo nói ngôn từ thọ ký quyết định không hai tất cả chư phật đều tùy thuận tâm niệm chúng sinh khiến cho ý của họ được đầy đủ quyết định không hai tất cả chư phật đều hiện giác ngộ tất cả các pháp diễn nói nghĩa lý quyết định không hai tất cả chư phật đều đầy đủ trí huệ chư phật ba đời quá khứ vị lai hiện tại quyết định không hai tất cả chư phật đều biết tất cả sát na ba đời tức một sát na quyết định không hai tất cả chư phật đều biết tất cả cõi phật ba đời vào một cõi phật quyết định không hai tất cả chư phật đều biết lời nói tất cả chư Phật ba đời, tức lời nói của một vị Phật quyết định không hai. Tất cả chư Phật đều biết sự giáo hóa tất cả chúng sinh của tất cả chư Phật ba đời, thể tánh bình đẳng quyết định không hai. Tất cả chư Phật đều biết tánh Pháp thế gian và các Phật Pháp không khác nhau quyết định không hai. Tất cả chư Phật đều biết hết thảy căn lành của tất cả chư Phật ba đời, đồng một căn lành quyết định không hai, đó là mười phật tử chư phật thế tôn có mười thứ trụ trụ tất cả pháp những gì là mười đó là tất cả chư phật trụ giác ngộ tất cả pháp giới tất cả chư phật trụ lời nói đại bi tất cả chư phật trụ đại nguyện xưa tất cả chư phật trụ chẳng bỏ điều phục chúng sinh tất cả chư phật trụ pháp không tự tánh tất cả chư phật trụ bình đẳng lợi ích tất cả chư phật trụ pháp không quên mất tất cả chư phật trụ tâm không chướng ngại tất cả chư phật trụ tâm luôn tránh định Tất cả chư Phật trụ bình đẳng vào tất cả pháp không trái với tướng thật tế, đó là 10